Lăng văng phải có mở bài và theo rồi phải kia là xin chào. Xin chào tất cả mọi người, các bạn có thể nhớ live stream của Duy Tình Ngũ Quốc Cầu Lông tại giải Cầu Lông Báo Văn Hóa mở rộng năm 2024. Và đây đang là trận đấu ở nội dung đôi nam, trận đấu giữa hai đội quân kiên của câu bộ 29 ở phía xa này, một phía gần hình là Chí Quang của Hải Dương. Tỷ số là 5 đều. Đánh cầu tốt của Trung Kiên. Anh em xem xin cho Jonathan xin một cái chia sẻ nhé. Đây là một giải đấu phong trào nhưng lại có rất nhiều các tay độc mạnh đến từ miền Bắc tham dự. Đặc biệt là có câu lạc bộ Kamito, một câu lạc bộ hàng đầu cả nước. Chí Nguyễn tuy giờ đã trên 31 rồi nhưng anh vẫn đang thể hiện bản chất của mình dùng trẻ này. Ba vận viên còn lại vẫn đang trong độ tuổi 18-50. Trong khi đó thì anh Chí Hải Dương hiện tại đã đang thi đấu ở nhóm tuổi trên 31 rồi. Ngoài đánh cặp với thầy Trần Tú ở nội dung 31-40 thì anh Chí này kèm cặp thêm bạn Vũ Minh Quang và học trò của mình ở nội dung đôi nam trẻ 7 đều. Mất tiếng rồi em. Bỏ cầu tốt của Trung Kiên. Nếu mà mất tiếng thì để mình livestream lại nhé. Em đang quay. Quay không? Có.
tiến trở lại rồi. Nãy thì mình đổi mạng nên bị mất tiếng, bây giờ thì đã quay trở lại với anh em. Tỷ số là 12-9 nhưng về đôi Quân Kiên, anh em hãy thường xuyên review cho mình chất lượng của livestream để mình có thể cải thiện ngay lập tức, nhằm đem đến luồng phát trực tiếp chất lượng cho anh em có thể theo dõi được giải đấu này. Cái bỏ cầu tỉnh táo của Chí Hải Dương. Sơ thi đấu số 5 Lê Hoàng Công Thành đang thi đấu. Người Mương Hiếu của Sơn Thắng tỷ số 3-0. Cả sân 5 thôi tổ chức trận đấu. Mời đôi Vũ Sơn của Công An Tỉnh thi đấu với Bình Cái của Bình Định. 11-12. Phía bên kia là Quân Lưu và Trung Kiên rất trẻ khỏe, tuy nhiên thì vẫn khai phá được tấn công của Trí Nguyễn. Đề nghị các vận động viên ngôi đội nam nữ chúng ta chuẩn bị thi đấu trọng tài cầu trong sân. Đề nghị các vận động viên ngôi đội nam nữ chúng ta chuẩn bị thi đấu. Không biết là ban tổ chức đã sắp xếp như thế nào đây khi mà rất nhiều nội dung đã bỏ cuộc. Dự kiến là trong ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến rất ít trận đấu hay khi mà nhiều đôi vận động viên đã bỏ cuộc ngay từ rất sớm mọi người ạ. Tình huống bắt bài tốt của Trung Kiên. Đôi Tú Hà có đánh nha anh nha, nhưng mà đôi Tú Hà cũng sẽ đánh trên sân 1 này luôn. Xin chào chị Sam Chick Davidson. Giới thiệu với mọi người Trang Trích Bách Nhật Tình là một trong những lớp học cầu lông rất uy tín và nổi tiếng tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo như mình được biết thì trước đây chị Trang đã thi đấu chuyên nghiệp và bây giờ đã quay về và làm nhiều về công tác đào tạo hơn. Không biết là tại giải đấu này có tiện qua review lớp học của chị Trang không? Chào anh kỹ thuật cầu lông, lâu lắm không thấy anh Trung đi đánh cầu. Khả năng là anh Trung lại đi xây tòa tháp nào đó ở Hải Phòng rồi. Về 2-15, một pha đập cầu tốt của Chí Nguyễn. Anh em cứ coi chừng với Chí Nguyễn, tuy là trên 31 thôi nhưng mà đòn nào ra đòn đấy đấy. Về tư duy chơi cầu cũng như là lựa chọn thời điểm để dứt điểm cũng là một thế mạnh của anh Chí. Ở giải đấu năm ngoái thì đôi Tú Chí đã giành chức vô địch nội dung đôi nam 31-40 và năm nay thì cũng đang trên con đường bảo vệ chức vô địch đấy của mình. Tuy nhiên thì năm nay anh Chí còn thử sức thêm ở nội dung đôi nam trẻ nữa. Xin chào sếp Thế Anh Support nhá. Tôi đánh giá là gọi Thế Anh Support là hơi lười, chắc là ở nhà kiếm bỉm sữa cho con rồi. Thế Anh Support thì anh em xem cầu lông phong trào cũng như là chuyên nghiệp miền Bắc thì cũng chả còn xa lạ gì nữa rồi. Hầu hết các trận đấu có chất lượng cao ở trên YouTube thì đều đến từ kênh của Thế Anh Support cả. Nhưng mà tôi đánh giá là Thế Anh lại là hơi lười nhá. Anh em cư dân mạng là mau chóng giấu tên Thế Anh để Thế Anh quay trở lại đi quay giải đấu cho anh em xem đi. Đôi Quân Kiên đang dẫn 16-12 em ơi. Đặng Quang ở phía bên Chí thì có vẻ hơi thọt hơn một tí. Kỹ thuật thì tốt nhưng mà chưa đủ lì đòn ở trong những cái giải đấu như thế này. Đẳng cấp của anh Chí Hải Dương thì chúng ta không cần phải bàn nhiều rồi. Tay vợt rất nổi tiếng. Đánh cầu cực kỳ hay luôn, đã thế còn tay trái nữa. Để
để mà cân với đôi quân Kiên này thì anh nghĩ là có đôi Tú Hà ấy, đôi Tú Hà đánh kinh nghiệm hơn thì sẽ biết cách khai thác hơn so vào đối với đôi quân Kiên này. Quân Kiên này thì rất nhanh, rất khỏe. Tuy nhiên thì khả năng khai thác điểm yếu của đôi Tú Hà thì anh vẫn đánh giá cao hơn. Cho nên nếu đấy là trận chung kết thì cũng sẽ là một trận chung kết rất là cân bằng và khó dự đoán. Bởi vì thực ra thì cầu đánh ở trên lưới của Kiên thì cũng không quá ác. Kiên thì có tốc độ nhanh nhưng mà đường cầu thì cũng không quá ác, có thể quyết được. Đúng rồi anh ơi, giải này các vận động viên thi đấu một set chạm 31 đấy. Cách đang càng ngày càng lớn rồi. Phát cầu cao. Ôi, mọi người nhìn tay anh Chí kìa, gõ kìa. Cầu vẫn trong sân. Còn những tình huống điều phối cầu rất hay của quân Lưu. Xin chào Trần Tuấn Ngọc. Trần Tuấn Ngọc không đi Thanh Hóa mà phụ thầy Tú đi, để thầy Tú cứ đi xách nước này. Thật ra cầu cũng không lì mọi người ạ. Mình thấy cầu không lì đâu mọi người, để đấu cầu ở 2077 đấy. Chỉ có đi bộ là không phải gửi xe thôi. Còn thắng hay thua thì vẫn phải gửi xe nhé. Cầu này là cầu thành công 17 mọi người. Hôm qua là các vận động viên thủ tốt quá nên là mọi người tưởng là cầu lì thôi, chứ cầu mà cũng ngang ngang là đánh ra ngoài dễ lắm. Hai xác định cầu ngoài sân 15-17. 3 điểm liên tiếp cho đôi Chí Quang. Đi trốn rồi em, đi trốn mò lên làm gì? Mà đã mò lên thì bấm ngay cái nút chia sẻ cho anh đi, đừng để anh nóng. Rất hay. Chúng ta làm cầu thẳng vào người quân Lưu của Minh Quang. 16-17. Liệu có tỷ số đều không? Được, thế thì về đây rót bia đi. Cứ ở đấy mà ngồi nói phép. Chí Hải Dương đang thi đấu rất chậm rãi. Một phần là để khắc chế tốc độ đến từ đôi quân Kiên. Và một phần cũng để bảo toàn thể lực cho nội dung 31-40 tiếp theo khi mà anh thi đấu cùng Trần Tú Bắc Ninh. Đang là đương kim vô địch của giải đấu ở nội dung đôi nam 31-40 rồi. Chí Hải Dương rất chịu khó lên lưới. Đúng rồi, đừng đập anh Chí, đập anh Chí không được đâu. Cầu vẫn còn. Rất may. Thủ tạch rất hay của Trung Kiên. Giải này thì không có các vận động viên đội tuyển quốc gia nữa các bạn. Viên ở đội tuyển quốc gia đang tập trung do giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 sắp tới tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh. Giải này thì tay to nhất mà mình được chứng kiến từ đầu giải đến giờ thì mới thấy có anh Tuấn Anh. Tuấn Anh công an. Ngoài ra thì có thêm vận động viên Lê Duy Nam. Nguyễn Hoàng Anh thì lại thi đấu ở nhóm tuổi trên rồi.
anh Nguyễn Hoàng Anh đã không chịu được dấu ấn của tuổi tác hết rồi. Không hiểu ý nhau của đôi Quân Kiên, nhưng mà theo mình đánh giá thì phạt cầu đấy là Quân phải chủ động hơn. Mười chín mười bảy hôm nay đánh mấy giờ là sao hả bạn thắng rồi mình chưa hiểu lắm. Mười chín rồi vẫn còn và đặt bài không thành công của Chí Hải Dương. 20-17 à, đôi Thái Bình à, đôi Thái Bình vừa nãy thì ban tổ chức đã gọi để chuẩn bị rồi, không biết là loạt đấu nào sẽ vào sân, nhưng mà khả năng là cũng sẽ thi đấu ngay trên sân số 1 thôi, cho nên mọi người đừng rời xa màn hình của Vương Minh Tuấn Vương Quốc Cầu Lông nha. Đây rồi, anh cứu hộ Hải Phòng. Lâu lắm thì tôi mới thấy được cái dòng thông báo cứu hộ Hải Phòng đang xem. Chắc là anh đang rất kiếm ăn mùa bão. Không còn rồi, lỗi vị trí đến từ đôi Chí Quang. Và kẻ cầu rất mạnh của Chí. Chí đã chủ động bo vào giữa để lót cho Quang rồi. Và thủ cầu hơi bị động của Chí. 22-17. Khoảng cách 5 điểm cho Chí và Quang ở trong thời điểm cuối này là rất khó khăn. Giải đấu sẽ thi đấu một set chạm 31 nha mọi người. Và kề cầu rất sát của Quang nhưng Trung Kiên quá nhanh đi. Chủ động như vậy mà không ép luôn. Và đập cầu tốt của Quang. 18-23. So với trận đấu trước khi mà gặp đôi Trọng Nghĩa và Thanh Hải của Camito thì trận này Quân Kiên gặp khó khăn hơn rất nhiều. Trước sự kinh nghiệm và điều phối cầu tốt của Chí. Của Chí 24-18. Còn ngoài 19-24.
điểm số lên đến cho cặp đôi như Hải Dương. Của Trung Kiên. Nội dung đôi nam người đôi Phú Hà lên hàng đầu khác thi đấu với Long ngày anh Camilo sân số 3. Lỗi đến Quỳnh Quang. Đôi Tú Hà đang chuẩn bị vào sân số 3 thi đấu thì mình sẽ có lựa chọn kết thúc thì mình sẽ chuyển sang sân số 3 mọi người. Ở trên livestream của Dung Minh Tần thì rất nhiều fan đến từ Thái Bình, đặc biệt là fan hâm mộ của đôi Tú Hà. Thì anh em đừng rời xa màn hình nhá, thì sẽ chuẩn bị được xem đôi Tú Hà thi đấu thôi. Lại là lỗi đánh hỏng đến từ cặp đôi Hải Dương. 27-20. Tú Hà sẽ gặp một cặp đôi đến từ câu lạc bộ Kamito. Tuy nhiên thì đây không phải là đại diện mạnh và sẽ khó là đối thủ cho cặp đôi đến từ Thái Bình. Và chặn cầu không thành công của Tân Điêu. Không có sai lầm nào cho Chí. Khởi động nha anh em, đừng rời xa màn hình của mình nhá. Sau khi trận đấu này kết thúc thì sẽ chuyển ngay sang sân số 3 để theo dõi Tú Hà thi đấu với Camito. Đôi Tú Hà đang khởi động mà thôi. Đôi Tú Hà đang khởi động trên sân và chuẩn bị thi đấu. Đây là nội dung vùng cao mọi người ạ. Cơ hội tấn công cho Quang. Không nguồn cơ hội nữa rồi. Tú Hà đánh sân 3 nhá, là sân giữa. Sân chính giữa luôn. Quá khó cho Chí.
Quân đập cầu quá khỏe đi. Mình có bạn nhé. Sau khi trận đấu này kết thúc thì mình sẽ sang sân số 3 để quay trận của đội Thú Hà đánh với Kamito. Rất hay, tình huống xử lý trên lưới rất hay của Chí. Hồng Quang đang bắt đầu bị khoan rồi. Cầu ngoài. Cầu ngoài rất nhiều. Quân sinh năm 2002 hay là 2003 gì đó, trẻ lắm mọi người. Nhiều người đánh cầu hay thật. Ai 2-3 đánh cũng hay. Đúng rồi, cầu của Kiên thì hơi lành. Nhưng mà bên kia thì cầu bạn Quang kia còn lành hơn. Kiên là cầu tuy không được ráp nhưng mà bù lại thì tốc độ của Kiên rất là nhanh. Rất nhiều tình huống mọi người nhìn thấy Kiên đang đứng cuối sân thăm thoát lên trên sân bên phía chân lưới để bắt bài đấy. Tỷ số đang là 30-25 rồi, đội quân Kiên đang ăn rồi, đang dẫn rồi. Quang 2-5. 2-5 nhưng mà lối đánh của Quang thì theo dõi Quang cũng khá là lâu rồi thì Quang không có sự đột phá lắm. Trong sân thì chiến thắng cho quân Kiên 31-25.